Người Australia đốt pháo, nhảy múa mừng đội nhà vào vòng 1/8 World Cup. Người Australia tràn xuống đường phố lúc rạng sáng để đốt pháo, nhảy múa mừng đội nhà lần thứ 2 trong lịch sử vào vòng loại trực tiếp World Cup. Đội tuyển Australia hôm 30 tháng 11 đánh bại đội tuyển Đan Mạch với tỷ số 1-0 để lần thứ 2 trong lịch sử và lần đầu tiên kể từ năm 2006 lọt vào vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup. Tại thành phố Melbourne, bang Victoria, hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung ở quảng trường liên bang lúc gần 4 giờ sáng ngày 1 tháng 12 để ăn mừng. Họ đốt pháo sáng, hò reo, ca hát và nhảy múa. Cảnh tượng ở quảng trường liên bang vô cùng cuồng nhiệt. Một người đăng Twitter thời điểm trận đấu kết thúc, pháo sáng bao phủ bầu trời với màn khói đỏ. Người hâm mộ reo hò cổ vũ và những cảnh tượng đầy cảm xúc diễn ra trên biển sắc xanh và vàng. Màu trang phục thi đấu của đội tuyển Australia, hãy cho chúng tôi thấy khung cảnh ở quảng trường liên bang, Bộ trưởng Thể thao Annika Well đăng Twitter. Một chiến thắng mang tính biểu tượng và hoàn toàn xứng đáng cho đội tuyển của chúng ta, đám đông người hâm mộ ôm lấy người thân, bạn bè và cả những người xa lạ. Tiếng hò reo cũng vang dội từ các quán rượu và câu lạc bộ trên khắp đất nước khi cầu thủ Matthew Lecky ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất của trận đấu ở phút 60. Chúng ta sẽ cần một quảng trường liên bang lớn hơn, phát thanh viên Julian Marcus nói khi đề cập đến trận đấu sắp tới giữa Australia và Argentina ở vòng loại trực tiếp. Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết sẽ đề xuất Thủ tướng Anthony Albanese xem xét cho phép một ngày nghỉ trên toàn quốc để mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia.